Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review về một sản phẩm, đó chính là một tỏi son nhé. Để mình đi tìm thông tin về tỏi son này cho các bạn. Glass dưỡng ẩm lâu trôi, thể tích là 3mg nha các bạn. Đây công nghiệp phần trăm ạ. Son lì cả ngày và dưỡng ẩm. Son kem lì có sắc tố cao này rất mượt mà, không thấm nước, chống chuyển màu, có vitamin E giúp dưỡng ẩm cho da trên môi, kết cấu nhẹ và thoải mái, khiến đôi môi của bạn không có cảm giác gì cả ngày. 6 màu cho các bạn lựa chọn phù hợp với tông da. Son này thì rất là lâu trôi mọi người nhé, sắc tố cao để chống chuyển màu. Cách sử dụng thì mọi người lấy son và thoa đều, bắt đầu từ môi trên và di chuyển ra ngoài về một góc. Thương hiệu của Pink Flash nhé. Sản phẩm này là nó không thấm nước nha các bạn. Thích hợp cho mọi loại da này. Nguồn gốc của nó là có từ Trung Quốc nhé. Hàng này là hàng Made in China nha mọi người. Như cái lọ mình đang cầm này thì nó có mã số là BB02 SPF L016. Hướng dẫn sử dụng là xin không sử dụng cho mục đích khác ngoài trang điểm, tránh xa dòng chai của trẻ em này. Hướng dẫn sử dụng là bảo quản nơi khô mát, hạn sử dụng của nó là 3 năm các bạn. Hướng dẫn sử dụng là 3 năm các bạn nhé. Như màu này của mình là màu nâu đất hay sao các bạn. Nó có rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn nha, tùy thuộc vào mỗi loại da này thì mình chọn cho mình một loại màu thích hợp nhé. Có rất là nhiều loại màu các bạn ạ. Đây là một loại son lì, son kem lì của hãng Pink Flash. Giá của nó thì cũng vô cùng rẻ thôi các bạn. Các bạn hay mua mỹ phẩm ở đâu chứ mình hay mua trên Shopee. Giá của cây son này là 23.000, đang khuyến mại. Trên tay mình đang cầm một cây son các bạn này, cây son kem lì các bạn nhé. Đây. Màu này thì là màu không biết là màu gì, nhìn nó giống màu nâu nâu. Đây các bạn, trên tay mình là đang cầm một lọ son kem. Làm đấy.
thị trường bây giờ thì có rất là nhiều các loại mẫu son kem này, nhưng mà để chọn được một cái thương hiệu mà son dùng lâu trôi này, bám màu đều, không có chì và đảm bảo cho sức khỏe thì mọi người nên cân nhắc trước khi dùng nhé. Như mình thì mình thấy lọ này cũng khá là ổn các bạn. Giá của lọ này thì nó cũng rẻ thôi. Màu của nó thì mình thấy là nó cũng khá là lì, màu sắc nó cũng tươi ấy. Màu này nó giống kiểu là màu nâu các bạn, nâu đất. Lọ ở trên này thì nó cũng có một chút nó là thân cây chổi nhé. Đây các bạn, đánh vào đậm màu. Như mà mình da đen thì không dùng được màu này các bạn. Màu này cũng khá là kén chọn da, chỉ thích hợp với những bạn da trắng. Còn mình đã đen rồi thì mình không dùng được màu nâu đất này nhá. Đây nha các bạn. Trên tay mình là một lọ son dưỡng môi, son kem lì lâu trôi, thể tích của nó là 30g các bạn nha. Đặc điểm của nó là khi dùng loại son này thì nó sẽ không làm khô môi mình nhé. Son kem lì lên làm tốt và rất mượt mà, không tấm nước, không bị lem. Son có vitamin E này giúp ẩm cho da trên môi này, kết hợp kết cấu nhẹ và thoải mái khiến đôi môi của bạn nhưng không có cảm giác gì cả ngày. Và có 14 màu son cho các bạn lựa chọn để phù hợp với tông da của mình hơn. Có 14 màu các bạn nhé. Nên là ai là tín đồ của tôi có trang điểm thì mọi người tham khảo một loại son này nhé. Video của mình đến đây thì kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.